Anh có gọi nước nữa đâu. Em không biết là cái này có một chị thanh toán rồi kêu em về gọi cho anh. Thế chị nào nhỉ? Em có thể chỉ cho anh biết được không? Chị ấy thanh toán rồi nhưng mà chị ấy đi mất rồi. Xong rồi chị ấy kêu em là làm ở nước làm như này mang vào với anh. Bây giờ anh bảo em nhá, anh với người ta không quen không biết gì, làm sao anh dám nhận cái cốc nước như thế này? Em làm như thế này là không được đâu. Bây giờ là nhỡ đâu người ta cho độc vào nước này của anh thì sao? Bây giờ em gọi người ta ra đây để anh xem người ta là ai thì anh mới biết được chứ. Nhưng mà chị ấy thanh toán xong chị ấy đi rồi, em bây giờ em không có gọi vào thì em không gọi được. Thế bảo mời anh vì lý do gì? Chị ấy bảo là em cứ làm nước cho anh rồi bê ra cho anh thì chị ấy đã thanh toán tiền như thế này. Anh không cần biết, bây giờ điều anh cần biết đó là cái người mà mang nước cho anh là ai. Anh không uống chùa của bất kỳ ai cả, em hiểu không? Bây giờ nếu em không gọi được cái bạn ấy ra đây thì anh sẽ nói chuyện với quản lý của em. À, anh ơi chị đây rồi ạ. Đây đây chị ạ. Thôi anh ạ, lúc này là em chủ động với anh. Thì khi mà anh vào quán thì em thấy cái kiểu mình có riêng từ lâu rồi ấy. Thì em có ý định là mời anh nước. Mà em thấy anh hơi căng thẳng và hơi khó chịu ạ. Thì anh thông cảm là bạn nhân viên này thì em chủ tài thì là em nhờ. Không, anh cũng thích bạn đấy. Thì ok, đầu tiên là anh cảm ơn vì em đã tặng anh cốc nước mà. Anh ngồi đi, anh ngồi đi, sao phải đứng thế? Thôi em ơi. Bây giờ anh rất là khó xử, anh đang rất khó xử. Anh không biết là chúng mình chả hề quen nhau gì cả mà em lại tự nhiên em bảo là có duyên xong rồi tặng anh cốc nước này. Thực sự là anh trước giờ ấy, anh chưa bao giờ là anh đi uống nước của người khác trong khi là chúng mình còn không quen. Tại sao em lại có nhạy ý là mời anh cốc nước thì vậy? Thực sự là lúc mà anh vừa bắt đầu vào lúc vào quán ấy, thì em đã nhìn thấy rồi thì cái đẹp bề ngoài đẹp trai của anh này xong rồi kiểu rất là lịch lãm nó kiểu nó hợp với của em ấy, hợp thích của em ấy thì em chỉ đơn giản là mời anh cốc nước rồi là muốn làm quen với anh thôi không có thích gì cả đâu ạ. Em ấy thì em chỉ đơn giản là mời anh cốc nước rồi là muốn làm quen với anh thôi không có thích gì cả đâu ạ. Ok, anh cảm ơn. Nhưng mà tại sao bây giờ anh hỏi nó hơi vui một chút nhé, tại sao em lại gọi cho anh cốc này mà không phải là cốc cà phê đắng? thì tiếp theo anh thấy nó hơi đắng lắm ạ. Ông xã để có thể nhận tình cảm của em nó kiểu tay mặn nào chút tươi mát hả? Rồi ạ. Ok, anh rất thế cảm ơn. anh uống anh cũng thử đi ạ xem Ô, nó ok ok anh cảm ơn. Lần đầu tiên được một người con gái mà chủ động, anh tưởng những cái tình tiết này chắc là cũng chỉ có ở trên phim thôi. ôi thực sự đây cũng là lần đầu tiên mà em chủ động như thế ạ. Thế là anh cũng khá là may mắn hả? Em tên gì nhỉ? Em xin giới thiệu là em tên Trang. Trang. Anh thì anh tên là Thiều. Chắc là anh hơn tuổi em, nhìn bạn em rất là trẻ. Là anh có ở gần đây không? Anh cũng ở gần gần đây, anh cách đây khoảng độ 5-6 cây thôi. Anh cũng hay ngồi quán này mà. Tại sao hôm nay chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Thật sự là em cũng hay ngồi quán này, bạn bè của em đang ngồi bên kia thì cũng hay tụ tập lại đây để ngồi và tán gẫu ấy ạ. Cũng nhờ sau đầu tiên hôm nay gặp được anh ở đây. Có thể mọi lần là anh ngồi ở quán này nhưng mà anh ngồi với người yêu cũ của anh nên là chắc là cũng không 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 không, không để bạn ý. gái thì em cũng không để ý. Đó. Nhưng mà anh cảm ơn vì công nước của em. Hiện tại thì anh đang có một số vấn đề về chuyện tình cảm, nhưng mà anh đang không muốn làm quen với những người mới. Anh rất cảm ơn về cái sự nhiệt tình của em mà hiện tại thì anh đang hơi buồn, anh đang bị một cú sốc khá là lớn, nhưng mà anh không, không muốn quen một ai nên lúc nước này anh cảm ơn cho anh xin phép anh đuổi em để có như này. Anh nhận lấy cho anh là anh không muốn nợ là một ai cả, từ tiền bạc thân minh mà ái tình dứt khoát. Nghĩ là mình anh nghĩ đơn giản thôi ạ, chứ chắc là anh với tay mình bạn gái thì chắc là đang còn gì đó ạ. Thì anh cũng thoải mái lên đi, em cũng chỉ muốn làm quen rồi mình có thể đến mà làm bạn trước đã, một thời gian có thể em sẽ giúp anh quên được người cũ chẳng hạn, rồi tạo cho anh một mối tình, một chuyện tình cảm mặn nồng về sau chẳng hạn. Được à? Tay tay lại có thể là bỏ qua một người con gái rồi. Có anh xinh xắn hơn nhỉ? Công nhận là em rất là xinh xắn Đấy mà. là lần đầu em chủ động như thế mà lại từ chối cũng phải đấy ạ.
Không, thực ra là anh không phải là từ chối, nhưng mà có nghĩa là hiện tại anh đang bị cái vấn đề về tâm lý nên anh không thể mở lòng lúc này ấy. Ok, nếu mà như em bảo thì làm bạn thì cũng được, bởi vì là ai cũng cần sự đổi mới mà. Nhưng mà em ở đâu nhỉ? Em chắc chắn là em không phải là người ở quá gần đây, bởi vì nếu trong bán kính 5 đến 7 km ở quanh đây thì anh cũng quen khá là nhiều. Em ở huyện dưới ạ. À sao? Thế mà cũng hay lên đây.